MV nha. Bán bánh canh mà có bán bánh cam luôn này, bánh cam đây cũng bán bắp. Đây bán khoai lang với đậu phộng.
giờ dịch Covid rồi ổng đi đâu hết cứ tối ngày đi vòng ở trong nhà thì tránh mình đi quanh mấy cái sổ quay đi mỗi ngày. Đứa nhỏ chưa vô và dù dịch bệnh Covid tới nay còn ở nhà còn đi lòng lòng với người đồng em đó. Nó nói là nãy nó đi ngang, nó nói là có mùa trăm, có trăm lai rai rồi, mà bây giờ chạy vô đây coi có ai vẽ mấy trăm không, mấy cây này là cái trăm không có bà con. Đường này là con đường đất ở bên Tà Le ở Tô Thuận. Trong này là trong đầu mùa, có nhiều cây nó mới cho trái, thì cây nào mà nó ai sớm thì nó ra trái sớm, và này đi 200 nó bay free như vậy. Về đây nè. Mà nữa đi 200 nữa. Giác cái này, cái cây tre này theo là để làm cầu thang để leo lên. Để đi quay quả rồi. Đi theo quả quay. Để đi coi là cụ này cũng đi hết trăm đâu, đi trăm quay mũ vô mùa trăm này có nhiều ở đây thì mấy con đồng thì trăm mắt không biết giá nhiều nó chưa nổi. Này ở trên núi Tôn, ở trên núi có mấy cái dù đó thì có người ta cắt nhà ở trên đó. Chỗ này cũng có cắt nhà nữa, tự làm cái chữ, chỗ này có nhà nữa.
vô tuốt trong kia mà thấy cái đường xe chạy luôn nữa. Ở đây thấy có cây trăm có trái để ngoài lấy trái trăm. Mà chút nữa con coi thuận tiện thì quay ở đây mà hướng làm bên này thôi. Cái này cây trăm nè. Coi chính là mình. Trái nhỏ. Rồi trái trăm rồi. Màu trùng trùng rồi. Không có ánh sáng. Nó không có nước, không có mưa. Ở trăm trái nhỏ nhỏ không? Bông trăm, bông cây trăm. Rồi bông này nó chưa nở, cái nở, cái chưa nở. Còn ở đây nó nở nè. Ở đây chút nó quay trái thật là lá trùng này, lá trùng lá trái. Trái còn sống, còn xanh. Tới nó chính là nó đen. Nó nghĩ từ tiếng mà đen. Chỗ này có chín có sống mà. Không. Cái đèn này là nó chín rồi đó.